Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem trước, Kawasaki bất ngờ ra mắt phiên bản VZX 210 Tourer 2020, kết tông màu cực kỳ thể thao. VZX 210 phiên bản Tourer 2020 sẽ nhận được hai cái gam màu hoàn toàn mới, hút cái dân mê đi phượt trên toàn thế giới. Kawasaki VZX 210 phiên bản Tourer là cái chiếc xe phong cách thể thao Sport Tourer, được trang bị cho mình khối động cơ hai xanh song song, có nguồn gốc từ phiên bản Ninja 210 tiền nhiệm. Thương hiệu Nhật Bản sẽ công bố hai tùy chọn màu mới cho cái mô hình VZX 210 Tourer cái năm 2020. VZX 210 Tourer 2020 được đánh giá là phù hợp với những tay đua đầy bản lĩnh. Động cơ được điều chỉnh để phù hợp hơn với những đặc tính của một cái cuộc thám hiểm, mang lại cho chiếc xe các đặc tính sức hút mượt mà vẫn có sự bền bỉ trong các phạm vi vòng tua quay thấp. Hệ thống treo cột trước ống lòng phía sau là cái kiểu liên kết thực hiện cái sự ổn định cao trên bất kỳ những mặt đường nào. Bánh trước 19 inch và bánh sau 17 inch. Xe có một cái chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt 2170 nhân cho 940 với 1390 mm, chiều cao ghế ngồi 815 mm, cái công suất đầu ra 33 mã lực tại vòng tua máy 11.500 vòng/phút và một cái trọng lượng 183 kg, dung tích bình xăng 17 lít. Xe sẽ có hai màu tùy chọn mới là cái màu xanh camo và một cái màu trắng đen carbon. Và giá của chiếc VZX 210 2020 dừng ở mức giá khởi điểm 720.500 yên, tương đương khoảng 154 triệu Việt Nam đồng, được bán ở Nhật Bản và được tùy thuộc vào cái loại sơn nào bạn chọn. Cái mô hình mới cho cái năm 2020 này sẽ được phát hành bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2019 sắp tới. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để trực tiếp nhớ like, subscribe.